quay dưới mà mọi người xem. Ôi nhưng mà sao không nhìn thấy cả? Nó dưới lắm. Ồ, đông như kiến này mọi người. Lắm thế này. Sao không nhìn thấy nhỉ? Mẹ đóng cho đi thằng. Này này tôi đi mua dưới. Nước đây các bạn ạ. Chắc nước mặn à? Đúng rồi. Có đóng không? Có, đóng đi. Đóng ý, đóng ý. Xuống đây xem. Úi dồi ôi, khiếp. Không nhìn thấy mọi người ạ. Ai chá. Úi. Sao lại không nhìn thấy ai? Nó như kiến luôn rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đi mua cân về ăn. Đấy, quay ở đây. Ui mọi người. Đấy nha, nay tôi rảnh rỗi đi. Quay. Ui giời, sao mà mờ thế này này, không nhìn thấy gì đâu. Sang bên đây thì nó không có ánh nắng. Không có trần mùi, không có gì, hoang dã luôn. Đây là đầm của quá nhỉ. Đầm Quảng. Báo cáo mọi người là đầm của bác Quảng nhé. Này. Một ngày là trong ngày hôm nay là bắt cái thu khoảng tiền tỷ. Toàn dưa to tôi. À, con này nó cứ ngoi đến đâu nó lại đẻ đấy. Úi giời ơi. Từ bé giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy dưa nó nhiều như thế này rồi mọi người. Úi. Khiếp nhỉ. Úi này. Đang ăn. Úi giời. Trời ơi. Quay vào trong rõ. Wow. Dã man. Ui. Này. À. Đây vừa lấy thông báo lên trên loa đài của xã là ở dưới này rất đắm dưa nhưng mà không ai có thời gian đi vì vừa đúng dịp của nó cắt lúa. Gặt lúa chứ không ai. Không đó bên kia để lâu quá gặt đấy. Ở trên kia có đầm. Sao mà đây là mới bắt chủ đầm. Ui nó vào dã man. Đẹp đi. Ui khiếp rồi. Kinh khủng. Nhiều thôi rồi. Kiểu này. Hình như ở đây mỗi cái đầm này là quá đúng không nhỉ? Đầm kia nhiều ấy. Đâu? Đầm kia ít lắm, nó không nhiều như này. Trên đường ấy, tôi nhìn dưới cái cửa đoạn nó như này, cũng như này. Thế á? Ở cái đầu nó tròn hết cửa đoạn này đi. Ê ui. Sợ nhỉ? Này. Dẫm đúng vào phân bò sao ấy. Kinh khủng luôn. Này truyền hình trực tiếp cho mọi người xem. Nó nhiều nữa là như quân nguyên nữa, đúng dưa này ngày xưa người ta gọi là quân nguyên nên có đất đầu này nó lại mọc đầu khác. Đây, như với con này nó vừa nó mới đẻ xong nó bé bé này, tí nó to lắm. Con này nó đang đẻ con này nè. Không thể nhìn được. Cái này cứ nó lên nó vẳng một tí nữa to như ngót chân cái. Kinh không? Ngồi chỗ này quay. Khiếp rồi, úi giời ơi, chưa từng thấy. Người à, cũng là quân nguyên. Này này nó chưa lên nhiều nhá. Một tí nữa nó ở dưới đất nó ngoài lên. Cái con mẹ của nó dài như cái đòn gánh. Đến đâu nó lại ra đầu đấy. Cứ ngoài khỏi mặt đất là nó lại đất. Khiếp nhỉ. Kinh khủng, úi giời ơi. Nhiều thôi rồi nhá. Kiểu dã man. Cái này lên phê nó phải theo như hồi thủy sản là dự tính con này nó dài 2m7. quay vào cái chậu này hơn. Quay vào chậu này hơn này. Đấy. Mọi người thấy không? Đây là mới qua trong vòng chưa đầy 15 phút à? Chưa đầy 15 phút. Chưa đầy 15 phút đã được cần này qua khoảng rơi vào tầm khoảng mấy cân nhỉ? 4 cân đúng không? 4-5 cân rồi. Đấy, rơi vào tầm khoảng 4-5 cân rồi. 4-5 cân cái này mà 15 phút.
thì không biết là từ giờ đến sáng mai không biết là bao nhiêu tiền cái chỗ này, một chỗ này khoảng bao nhiêu tiền. Thôi đi mất rồi, bác ấy đi mất rồi. Mình theo lên trên này nhá, theo lên trên này. Đấy, rất nhiều lái buôn này lên đến không đủ cho để mà có hàng để cất đấy, sợ không ấy, nóng không chứ? Đây đây, ôi lại cho thêm nước vào cho lặng à? À tức là thế này bán là bán cả nước nhé mọi người. Nếu mà em nhìn này nước đây, à chứ không phải bán cả nước à? À cái này khoảng nhiêu tiền một ký gì? 500.000 một ký nhá mọi người. Mà ai mua một cân thì cũng bán 500, mà mua một ký cũng bán 500, mà nửa ký là 250 nhá. Đóng ra hai hộp. Một hộp mới được cân không? Lấy hai hộp thôi gì? Một hộp được cân không? Một cân. Tùy theo. Sẽ có ai nhỉ? Lấy hai hộp hay ba hộp? Lấy ba hộp đi. Lấy ba hộp. Nhặt mạnh đấy, đừng bẩn, ui bẩn này. Đấy. Bới con nào nó bé vứt ra ngoài. Ông sẵn giờ nó vừa đấy, tôi bán hàng nhá. Được mấy tà rồi, được mấy lời. Mấy con nó gặp. Đấy, nay em đi, quyết định em đi mua đi. Đấy, rồi. Đấy, lại cho nước một vào. Một cân rồi đấy, xong cho nước vào để nó gì đấy. Tức là bán cả nước nha mọi người. Không bán cả nước. Mình phải chấp nhận mua cả nước đá. Bán một cân rồi, tao cho nước vào để cho nó... Úi dồi, xem bên này. Úi, dã man. Nhiều thôi rồi. Sao rồi, tạm thời. Nó treo lủng lẳng như là kiểu thịt bò, thịt dê treo bán ngoài chợ. Khiếp. Nhiều khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ thấy... Đấy, cái loại dưa gớm như này. Ui dã mà đảm bảo. Ui giời. Ui giời ơi. Ok này, đây những cái chú này là đang ở trong đoạn này nha. Đang vào trong đoạn. Đấy 15 phút nữa lại kiếm được 5-7 cân. À, cái này một tí nữa thì ôi dã man này, nhưng có vẻ là nó chỉ chảy một lúc nữa. Thấy bạc không? Đấy, tôi đã quay được 8 phút rồi.